chào. Xin chào. Ông bà. Ông bà. Cô chú. Ông bà cô chú ơi. Con đang ở chợ bán. Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú trở lại với kênh của vợ chị chồng Amis cuộc sống Mỹ Tennessee. Hiện tại thì Nhi đang ở một cái chợ ở trong thị trấn. Bữa nay thì đáng lẽ là anh xã Nhi bán nhưng mà ở nhà phải đào ao cho nên là Nhi là người sẽ đi bán ở tại nơi đây. Lát mình sẽ quay nha. Để Nhi quay cho cô chú anh chị coi nha. Còn đây là của nhà của Nhi. Đợi mẹ xí. Đợi mẹ xí, quay. Đây là bán mushroom. Đúng. Bên đây là bán cây trứng. Aren't you cold, honey? No, he's not. Bên đây là họ bán mật ong, cây. Bên đây là có rau, sọ. Bây giờ thì Nhi đang dắt David đi qua với ba. Ba David thì hiện tại đang đào cái ao của chú anh chị. Hả? Daddy digging the pond. Nhi quay cho cô chú anh chị coi nha. Bữa nay thì cây ăn trái đồ đâm chồi đồ hết trơn rồi. Không có còn cái nào bị khô hết.
kia. Đây nè, sau này đó, ảnh mà đào ao xong đó cô chú anh chị thì sẽ đi đi vòng hết trơn cái vườn nè. Cắt mấy cái này nè, cắt mấy này bỏ nè. Cái này nè, này là từ mọi chỗ mấy cây mà đốn á hôm bữa. Bữa nay nó đâm chồi lại mình phải cắt cho nó bỏ. Đây nè, rất là nhiều luôn. Đầy hết trơn. Quá sao lại? Nào sau là David cười. Nào David đi qua bên đó đi, đi đường đó đó. Don't run, just walk because something like stinging up, you can fall off. Đừng có chạy con. Không có chạy nha, chạy là dễ bị ấy á. Đường này nè, đường bên đây nè, đường này nè. Đi đường này nè. Đó thấy chưa? Đi từ từ thôi. Rồi đi đi, đi đi đi. I can what? I can talk with the same people. Rồi đi đi. Không muốn nhiều chuyện hết. Đây, đó là chỗ mà anh xã Nhi đào đó. Rồi đứng lên, không sao. Đứng lên đi. Đi từ từ thôi, quá sao. Đường này nè, easy. Đường này nè, follow phở. Bên đây nè, vết này. Đó. Người ta... Phở, want you get the water? Are you scared, Phở? No, don't tuck it up. Don't tuck it up. What's wrong? My boots. Ah, okay. Rồi đây là cái ao này dành cho vịt nha cô chú anh chị. Đây. Đang đào mà nước nó chảy vô nè. Quá chừng đá luôn, bên kia cô chú anh chị có thể nhìn thấy đá nè. Cho ba cô chú anh chị. Bây giờ Nhi chỉ cái chỗ đường này, chỗ này nè cô chú anh chị. Là hai hôm trước là mưa là cả ngày đêm rồi mưa lớn á, cho nên là nước từ bên đây nè nó tràn qua luôn. Hôm bữa Nhi có kể đó, bữa nay Nhi quay cận cảnh nha, nó tràn qua cho nên cô chú anh chị thấy là mấy cái lỗ này nè là do mưa lớn quá đó. Nè, đất nó bị trôi đi nè bên đây ha. Bên đây cũng vậy luôn đó, cho nên là anh xã Nhi đang có dự định là lấy đất ở phía bên kia. Nó sẵn có cái máy, cái cần cẩu không ta, nó lấy đất phía bên đó rồi đắp qua bên đây, bồi bên đây nè cô chú anh chị, để nó chắn lại phía bên kia nữa. Bữa nay là nước chảy như vậy là đỡ đó cô chú anh chị, hôm bữa là nước chảy rất là xiết, cái ống đó rất là bự đó, nó chảy nước nó chảy qua đầy cái ống đó luôn, nước chảy ra vô cho nên là nước rất là trong luôn. Còn bên đây á, là hôm bữa là ngập luôn cái cây cầu đó ha. Ở trên đây là nước lên tới gần cống rồi nè.
rất là lớn, nước rất là lớn và chảy rất là xiết. Bữa nay là đỡ rồi. Bây giờ Nhi sẽ bó một bó như thế này nè. Khoảng 8 lá đó thì là 3 đồng. Rồi sau khi mà mình cắt xong mình phải chữ vô tủ lạnh cô chú anh chị. Đây cái này nhà Nhi ngày hôm qua là cắt hôm tối thứ 6 nè, để bán cho thứ 7 với lại chủ nhật, tại vì hai chợ nó liên tiếp với nhau đó. Cái hộp này là bán với giá 8 đồng ở đây. Cái này không có ship được cô chú anh chị. Rau mầm ở đây bán rất là được, tại vì nhà ở chỗ Nhi là ít có người bán rau mầm lắm. Rồi bên đây là hộp nhỏ nè. Chiều nay thì Nhi chuẩn bị nuôi này, ngày hôm qua Nhi nấu với nước súp á. Bây bữa nay thì Nhi sẽ xào lại với bắp cải với cà rốt với xúc xích Ý nha. Nhi cũng làm một dĩa salad rau mầm với dâu tây với táo. Cái này rất là bổ dưỡng luôn. Nhi để lên một ít hạt điều. Bữa ăn chiều của hai vợ chồng với đứa con. Đó. Hấp dẫn. Mùa nóng này thì ăn như vậy mới ăn vô. Đây, nè cô chú anh chị. Rất là ngon nha. Nếu mà được thì mình cũng có thể để nho khô cũng được. Và sau đó Nhi sẽ sử dụng với nước sốt nhà làm. Nước sốt meringue của nhà làm. Cái này hiện tại thì Nhi cũng có bán trên thị trường, trên website luôn. Phải nói là nổi tiếng ở khu vực này. Mỗi lần người ta mua là người ta mua chai bự là nhiều nhất. Chai này nè, 15 đồng. Một ngày của Nhi là bao nhiêu đó đó cô chú anh chị. Mùa hè đó thì Nhi sẽ rất là bận, tại vì Nhi phải mắc đi chợ. Và Nhi phải dậy thật là sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng rồi trưa đồ đó, để mình có thể đem đi ăn bữa trưa. Tại vì mà mình ăn ngoài đó thì sẽ mất tiền, rất là mắc á. Cho nên mình nấu ăn ở nhà với lại hợp khẩu vị của mình. Với lại mình ăn cái gì mình nấu ra thì nó sẽ dễ ăn hơn. Đó, và ngoài cái việc mà giặt giũ ra, rồi ngoài cái việc mà lau dọn nhà cửa, rồi nấu nướng này kia, rất là nhiều thứ. Và bữa nay thì cộng thêm cái việc mà chăn vịt, cho vịt ăn một ngày mấy bữa nữa. Nói chung là rất là bận, cho nên là hỏi là nhiều người cứ hỏi miết luôn. Ở sống cái vùng này thấy hiu quạnh và buồn quá. Thật ra hình như không có thời gian để buồn luôn á, không có thời gian để buồn. Nhi muốn có thêm thời gian để Nhi làm thôi, chứ không có thời gian để buồn. Rồi, video của Nhi ngày hôm nay kết thúc ở đây nha cô chú anh chị. Để xem là ngày mai á, cái phiên chợ là bán như thế nào, và có đông khách hay là diễn ra như thế nào đó.
Mời cô chú anh chị đón xem vào cái video tiếp theo nha. Chú anh chị nào lần đầu tiên mà xem kênh của Nhi á, thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, bật nút thông báo và chia sẻ để nhiều người biết đến nha. Nhi cảm ơn cô chú rất nhiều. Bye bye.